Mới đây, một shipper đăng tải lên Rao câu chuyện giao hàng dở khóc dở cười. Điều đáng nói, khách lại không muốn nhận hàng tại địa chỉ đã báo trước đó. Gần 9 giờ đêm, nhận đơn, thấy địa chỉ cũng mặt đường nên quyết đi kiếm vài cắt bạc mưu sinh. Đến nơi chị ấy bảo nhà chị ở sâu trong làng, phải đi vào thêm 2-3 km nữa sâu trong làng nữa. Mình bảo chị sao ghi địa chỉ khác vậy, chị bảo ghi cho gần. Mình xin phép nhờ chị ra đúng địa chỉ lấy hàng trong đơn giúp mình, chị bảo mình bắt khách đi lấy đồ thì chị trả xếp làm gì. Ủa chứ em đi cái đường lúc 9-10 giờ đêm, đường thì không có đèn. Đường đất, em lặn lội 5 km cái đường đấy không đáng 21.000 của chị. Xong chị bảo chị bom. Em cầu xin chị lấy hàng giúp nhưng bom thì vẫn nổ to trên đầu em. Xong chị nhắn tin lại giống như là em sai à. Em là người bắt chị phải bom em dù chị không muốn à. Chị còn bảo gọi điện cãi nhau để làm gì. Đơn hàng bị bom trong đêm của anh shipper. Đây là lời chia sẻ đầy đau khổ của một shipper sau khi bị bom chuyến hàng trong đêm. Một người phụ nữ ghi địa chỉ nhận hàng ở một nơi nhưng để đến được điểm thực nhận, shipper phải đi thêm vài nữa mới tới. Đáng chú ý là những dòng tin nhắn của nữ khách hàng sau đó. Người phụ nữ đòi hủy đơn hàng vì shipper than trời tối, không dám giao. Chị kêu em vào sâu trong làng, địa chỉ đơn ghi một đằng nhưng chị yêu cầu giao một nẻo sâu trong làng nhà chị, bảo là làm ship phải chịu. Em cũng là người chị ở y. Em không phải người hầu, yêu cầu chị ra đúng địa chỉ trong đơn lấy hàng thì chị bơm em. Em sai hay chị sai à? Shipper bức xúc lên tiếng. Thế ship mà bắt khách đi bộ ra lấy thì người ta mất ship để làm gì? Xem lại bản đồ xem địa chỉ đấy có phải trong làng hay ngoài làng. Nhà tôi đặt bao nhiêu đơn chưa có ship nào nhận đơn không gọi chép lại. Sai sót của bạn, bạn chấp nhận. Tôi không nhận hàng nữa. Đi ship mà lười tìm địa chỉ thì chỉ có thiệt thôi. Nói năng mất dạy, vị khách trả lời. Shipper sau đó phản bác cho rằng bản thân chưa nói lời nào mất dạy. Anh cũng nói thêm rằng địa chỉ khi đặt là nhà mặt đường nhưng đến nơi lại báo sâu trong làng, lúc đó đã 9-10 giờ tối. Địa chỉ giao hàng không phải ghi cho có mà là cách để tính tiền của shipper. Bạn tìm đường vào nhà mình chưa mà tiêu sâu trong làng. Đi ship lười tìm đường thì tự chấp nhận. Bạn là ship mà bắt người ta ra chỗ bạn đứng, vị khách tiếp tục. Shipper vẫn kiên quyết không đi thêm vào nữa khiến khách này vô cùng tức giận và bắt đầu nặng lời, đàn ông chỉ giỏi dân dẻ cãi nhau với phụ nữ thì mặc giấy vào. Một đoạn tin nhắn không khoan nhượng giữa cả hai. Đúng là một cuốc xe gây điên đầu cho anh chàng shipper. Dân mạng tỏ ra ngao ngán trong tình huống này. Đúng là trên đời làm nghề gì cũng có cái khó khăn riêng. Tuy nhiên, gặp phải trường hợp bị khách này hành hạ như thế này thì đúng là khổ sở quá mức.